Gia đình Phật tử miền Quảng Đức xin trân trọng kính mời tất cả quý đồng hương Phật tử cùng đến với buổi văn nghệ gây quỹ kỳ 3 tựa đề Mẹ và quê hương vào lúc 5 giờ 30 phút chiều thứ Bảy ngày 15 tháng 9 năm 2018, địa chỉ Chùa Điều Ngự 14472 Chestnut Street, thành phố Westminster, Cali 92683. Giá vé ủng hộ 20 Mỹ Kim bao gồm ẩm thực. Chương trình văn nghệ gây quỹ Mẹ và quê hương của gia đình Phật tử miền Quảng Đức có sự tham gia của tất cả những đơn vị gia đình Phật tử như sau: gia đình Phật tử Anoma, gia đình Phật tử Bảo Quang, gia đình Phật tử Bát Nhã, gia đình Phật tử Chánh Đạo, gia đình Phật tử Chân Chánh, gia đình Phật tử Điều Ngự, gia đình Phật tử Hướng Thiện, gia đình Phật tử Huyền Quang, gia đình Phật tử Kỳ Viên, gia đình Phật tử Lâm Hoa, gia đình Phật tử Nhất Tâm, gia đình Phật tử Pháp Vân, gia đình Phật tử Phổ Đà, gia đình Phật tử Phổ Hòa và gia đình Phật tử Thiện Thanh. Xin trân trọng kính mời tất cả quý vị cùng tham dự.